Giờ cấp 3 3 ký rồi. Sao nữa? Giờ bỏ chết á. Chắc hơn hơn 3 ký à. Dạ. Bữa nay cấp 3 thấy con cái đà chưa? 3 ký không? Thì hồi bỏ đó là căn thử ra. Nó cất lại ra quay về tiền kỳ đà các bạn coi. Dặn thiệt nó lại vuốt cái ra cái đuôi đừng nữa. Tí nữa đừng có đà nó sợ nữa. Coi con kỳ đà nè các bạn ơi. Em nghe quay đi nè, nó chết nó ngồi. Đây lưng. Kia con ngồi qua qua tí không nổi con ngồi dáng. Nè. Giới thiệu cho em. Đây là con kỳ đà. Giới thiệu sao? Ông nội tiên bắt được kỳ đà nè, nó vậy đó. Nói đi. Nói đi tiên. Ngày bữa nào bà tiên, bữa nào ông nội tiên bắt được con kỳ đà nè. Ừ, ngồi dưới xuống nó đừng quăng gì đâu, mắc cỡ có ai đâu mắc cỡ. Bự bự mai coi. Nè. Con cái đầu nó chà bá lỡ không? Chôm chà bá lỡ không chôm? Chôm chôm hát kỳ nhâm, kỳ nhâm là ông kỳ đà coi chôm. Kỳ đà. Rồi gì nữa? Kỳ nhông là. Không quên hả? Ông nội không dẹp được, rồi lấy tay giúp vuốt. Kỳ nhông là ông kỳ đà. Rồi ca nó coi, ca nó coi. Hát nữa đi để ông nội dẹp à, hát đi. Nhông, nhông là ông. Kỳ đà. Đà 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 ta. Ta đà nè nè nam. Nam đi đi đà. Chú nè nam. Nam đi gió. Gió. Nhông giờ giông giờ gió. Ờ, nó đẻ chưa mà. Nó đẻ chưa. Đỡ rợn cái rồi. Úi trời ơi dễ gì mình bắt được nó. Ừ. Có con nữa. Nhỏ lớn mới thấy đó. Quá vô. Quá vô nuôi. Nhỏ lớn mới thấy nè. Mai làm cái lồng nuôi. Lồng nuôi được rồi. Để cho con coi với miếng. Thôi được rồi, được rồi. Giờ báo. Bye bye các bạn, video tới đây là hết rồi.